là một giảng viên những khóa đào tạo tâm thái, nổi tiếng với những bài học mang đầy giá trị về con người và sự nghiệp. Chị đã khẳng định chính mình bằng những nỗ lực mạnh mẽ trong sự nghiệp kinh doanh theo mạng của mình. Ban điều hành và hội đồng quản trị Vinalink Group cực kỳ trân trọng những cống hiến đầy giá trị không mệt mỏi của chị, đã quyết định dành tặng chị một món quà nhỏ nhân lễ công nhận danh hiệu Need Award, tôn vinh giá trị Việt hôm nay. BMW 328i với khả năng vận hành mạnh mẽ, ưu việt đáng cho đối thủ phải ganh tị. Khả năng sử dụng nhiên liệu một cách kinh tế và thông minh của BMW 328i cũng góp phần mang đến cảm giác lái đặc trưng của BMW. Chìa khóa mang đến điều ấy là công nghệ BMW Efficient Dynamics danh tiếng. Chúng ta có thể thấy sức ảnh hưởng của nó đến tất cả dòng sản phẩm của BMW. Thừa hưởng những tinh hoa của công nghệ BMW Efficient Dynamics, động cơ vận hành hiệu quả, tiết kiệm, thân xe cấu thành từ vật liệu thông minh và khả năng khí động lực học, bao gồm hốc lấy gió, hốc thoát gió và cánh lướt gió phía đuôi xe. BMW 328i GT càng khẳng định và tối đa hóa bản chất hiệu quả và năng động của sản phẩm. Chức năng tự động dừng, khởi động lại động cơ Auto Start Stop, hệ thống tái sinh năng lượng khi giảm tốc Drake Energy Regeneration. Của dòng xe BMW 328i, uy lực này vô cùng phù hợp với những thang đánh giá tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu và khí thải khắc khe nhất của châu Âu. Giám đốc Nguyễn Hoàng Thái,